sáng roi cùng muôn vần, ta dốc thân mình cô cực héo dữ xa. Vậy nhưng ngàn hiến máu chung tay một lòng, trị nước thêm mình di huấn ra. Ta trị nước thêm mình, báo công báo công, thằng vẫn người nghe lệnh, báo công báo công. Xin chào mọi người, thì hôm nay team tụi mình đang có mặt ở mộ Ông Lân. Đây là anh Thanh Sang, chủ nhân của bộ Vua Công, một trong những bộ đầu tiên ở Việt Nam. Bộ này đang hiếm không anh Sang? Hiện giờ thì thấy rất ít người có thôi, nhưng mà sắp tới thì sẽ có nhiều, hiện giờ là hiếm. Thì hôm nay anh có thể tiết lộ được vài cảnh hôm nay quay gì không? Hôm nay là quay gì để hỏi đạo diễn chứ chưa biết nữa. Đạo diễn có đang suy nghĩ. Bộ đồ này nặng không anh? Bộ đồ này thì nếu mà tính ra là nó khoảng gần 20kg. 20kg, ví dụ như gậy rồi mỗi cái chút khoảng gần 20kg. 20kg rồi mặc rồi múa rồi sao trời? Thì nói chung mình mặc vô cái mình giống như mình đi tập thể dục vậy đó. Ở từ từ quen rồi. Em cầm okay. Thử đi, đó cầm thử đi. Thử nha. Ủa nặng không, nặng không, nặng. Nặng. Không, nặng nha. Đi cái miếng này thôi chắc cũng phải cỡ vài ký rồi. Còn tính ra nhìn thôi chứ nhìn nặng nhờ. Nặng mà. Nói chung là mấy cục này không, cục này là 1,5 kg nè. Ví dụ như bây giờ mà để mà anh mặc hết hoàn thành luôn thì bộ này anh mặc trong bao lâu? Nếu mà mặc hoàn thành luôn mà đeo mặt nạ luôn thì khoảng 15-20 phút rồi. Còn nếu mà quen rồi đó mình khoảng 5 phút. Giờ là mình đang chưa có quen, nên từ từ. Nghe đồn quá là sau những cái show diễn sắp tới là anh sẽ mặc bộ này đi diễn nhiều đúng không? Đúng rồi, mình sẽ kết hợp với ảo thuật. Giống như là cái nhân vật này có phép thuật kìa đó, nhưng mà cái ảo thuật này nó phải lạ một xíu, nó liên quan tới cái nhân vật này đó. Ví dụ liên quan đến như cái bình hồ lô nè đó, để lát nó diễn cho xem. Thì tại sao mà anh lại chọn Vin Khay Team để mà quay? Tại vì trước giờ là những cái sản phẩm như là Tay Du Ký của Sang nè, nói chung là giống như trộm ví vậy, VNK quay là lúc nào cũng chịu view á đó, nên là thử lần này coi có chịu view tiếp không. Rồi okay, cảm ơn Sang đã tin tưởng. Rồi để Sang làm gì làm đi. Xong rồi hả? Xong rồi. Cảm ơn em nha. Dạ. Bây giờ tụi mình sẽ ekip anh em sẽ qua bên này cúng. Để trước mỗi set quay hay là làm bất cứ điều gì á thì mình đều phải cúng hết. Sau đó mình sẽ đi thắp nhang khắp ở xung quanh đây. Rồi mấy anh em ơi, mình qua mình đốt nhang nha. Tính là cũng mấy năm mà anh em mới được đi quay với một cái set quay như thế này, thì không biết cảm nghĩ của anh hôm nay như thế nào? Nói chung là tự nhiên cảm giác là giống như cái ngày mà đầu mình đi quay Tiêu Ký, nó kiểu như nó hồi hộp mà nó kiểu như là nó vừa hồi hộp mà vừa thích á. Nói chung là đang rất là muốn làm tập Tây Du Ký tiếp theo. Nhưng mà trong cái thời gian này thì chưa có được, nên mình sẽ làm những cái nhỏ trước, rồi từ từ mình sẽ làm cái lớn hơn. Bật mí luôn á là những cái tập Tây Du Ký trước là toàn bộ chi phí diễn xuất á đều là tự anh Sang bỏ ra, anh Sang và anh Trí, và bên ekip thì sẽ hỗ trợ hết tất cả các thiết bị máy móc nhân sự cái kiểu. Nói chung là mấy anh em làm với nhau á, tiền này chợ thì chẳng bao nhiêu cả, hầu như là rất ít, đa số là những chi phí anh em phải tự bỏ ra để làm. Mấy anh em đam mê làm với nhau thôi chứ không có tài trợ gì cả. Kể cả những sản phẩm như thế này thì đều anh em phải bỏ ra tự làm, người bỏ công, người bỏ tiền, người bỏ sức, chứ cũng chưa được đầu tư nữa. Cũng mong sắp tới là anh em mình sẽ được nhận đầu tư để làm. Thì anh có bật mí gì về sản phẩm này không? Nếu mà sản phẩm này thành công thì mình sẽ làm tiếp những cái tập Tây Du Ký mà mình đang dang dở, sẽ lồng ghép cái nhân vật trong game này và nhân vật của hồi trước mình làm á, là sẽ có một cái sự kết hợp gì đó cho mới lạ hơn, để cho khán giả sẽ có một cái nhìn mới hơn về Tây Du Ký. Bữa mấy anh em mình bàn á là có một ý tưởng là Vua Công sẽ gặp Tôn Ngộ Không và hai thế hệ gặp nhau. Thì cái tình tiết đó anh nghĩ là sẽ xuất hiện ở đâu? Chắc là xuất hiện ngay chỗ này luôn chứ đâu. Đây luôn hả? Gì mới đang quay mà nói cho khán giả biết luôn hả? Mình bật mí nhẹ nhẹ đi. Thì tụi mình đang định là sự kết hợp giữa Vua Công và Tôn Ngộ Không ngày xưa, để mà mình có lại ký ức và một chút hiện đại ở trong đó. Rồi mọi người đón xem ở phần sau nha. Rồi mọi người nhớ đón xem video, hết video này nha. Xin giới thiệu với anh em,
Hôm nay mình có mời một khách mời đặc biệt đến đây để đóng một cái vai rất là đặc biệt. Đây, Bác Giới. À, không biết hôm nay anh đến phim trường này cảm nghĩ của anh Bác Giới như thế nào? À, quên, mình chưa thấy cái đầu anh ra thì chưa nói chuyện được. Rồi anh lấy đầu nói chuyện thử coi. Rồi sư huynh tới kìa. Sư đệ. Ô, đã sư huynh. Lâu ngày không gặp ốm quá. Đói ăn. À, hôm nay quy tụ một cái dàn siêu sao đến từ Tây Du Ký của tương lai. Thì cảm nghĩ của anh đây như thế nào? Cảm giác rất là hào hứng. Cũng lâu rồi anh em mình mới tụ lại quay. Chưa hết đâu, còn nhân vật chưa xuất hiện nữa. Nhân vật này cực kỳ đẹp. Mọi người đón xem nha. Bỏ gồng á. Bao công đó. Mọi người biết cái này là cái gì không? Đây là cái gậy Như Ý. Cầm hơi rất là nặng rồi. Nó còn biến được nữa. Phải có căng lắm mới biến được. Thấy ghê không? Ghê đi mọi người, ghê đi. Ghê. 2, 3, ghê. Ghê. Đó. Ngầu không? Kéo con keo lên hết. Thôi đừng có xì ra cho tao biết chứ. Cái này là bí mật của lão Tôm đó. Đúng vậy. Cái này bí mật cho mọi người, đừng nói ai nghe nha. Quay phim rồi à. Phải dán keo không thôi nó gãy. Hàng mua Bình Dương á. Đi quay ở những bối cảnh như thế này á, vì đây là những cảnh rất là linh thiêng, nên là khi mà quay ở đây á, mình không được nói bậy, mình không được đi bậy, và cái mà quan trọng nhất là mình không được gọi tên nhau. Quá rõ ràng ở đây. Những bối cảnh này á, mình chỉ quay được đến tầm 5 giờ chiều thôi. Cố gắng quay trước 5 giờ. Còn qua 5 giờ thì mình không nên quay nữa. Bởi vì ở đây rất là tối sớm á, và giờ đó thì nó lại không tốt. Đi từ hướng nào? Anh đi thẳng ra đó nè. Nè. Đi ngang qua luôn hết. Đúng rồi, anh đi vậy nè. Đi hướng tới đây vậy đúng không? Bước vô vậy. Tới đây, ngừng lại. Bước lên nhìn. Giờ cắt, tới đây là cắt. Ôi không đau, năm tháng gom cùng mùi vần. Ta dốc thân mình khổ cực, heo xứ xa. Hiến máu chung thành một lòng, trị nước thêm mình, di huấn ra. Bao công, ta trị nước thêm mình. Bao công, bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Bao công, bao công, ta một lòng vì dân đồ trị với những cái hàng bằng những lời trong sĩ mắng à. Không phục, hay này là mày sợ trong ngục, mày sợ phải trảm đầu hay mày nghĩ mày trung thực. Người giàu ăn để bỏ, người khổ nhục quen sinh, đời hại người dân lành, đại tốt người toan tính. Nhưng rồi sẽ công bằng vì có ta, nhưng rồi sẽ yên bình vì có ta, nhưng rồi sẽ trừ ác vì có ta, đừng cố nhưng anh em, rồi sẽ hạnh phúc vì có ta. Anh đang chỉ cho bạn nói mấy câu luôn ta trị nước thiên mệnh. Người là ai? Là anh hỏi anh á. Rồi đó, chạy lên giọng đi, chạy lên giọng đi. Ta một lòng vì dân rồi chỉ với những cái hẹn bằng những đó. Lời trong suy huấn. Rồi bên kia về góc bên kia. Rồi để cho chạy bên kia đi. Thôi, nguy ngang, tay ta bảo vệ, bi quan thì thân phận não này ta không tự đặt luật, luật là trong sử sách, ta hay trời trị tội kẻ tính tình rẻ rách. Bao công, ta không phải là vua chúa, ta là bao công. Ta không nghe lời đạo sầu, ta là bao công. Vẫn đồng quê và thôn dưa lúa, bao công. Ở em làm cái gì nãy? Đứng nhìn xuống. Bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Bao công, ta một lòng vì dân rồi trị với những cái hàng bằng những lời trong tiếng hoa. Bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, hàng vạn người nghe lệnh. Bao công, ta một lòng vì dân rồi trị với những cái hàng bằng những lời trong tiếng hoa. Vậy là coi mình coi cái động tác nào đều được thì mình quay kiểu khác chứ thôi mình. Những người kia rằng mây hoa lúc nãy phiêu bồng.